Rồi hôm nay anh tài xế mới tập lái nha các bạn. Tập lái nên múc gì cũng đẹp lắm các bạn. Cũng hơi chậm các bạn, tập lái có mấy nhà các bạn, mấy của ông anh ấy, nên anh tài xế này ra tập lái múc bờ nhà luôn. Múc gì cũng là im các bạn. Bỏ cũng rất là xanh, mới tập lái mà bỏ rất cũng là xanh nha các bạn. Chiếc này XK05 nha các bạn ơi, Kobenco. Bạn thấy anh này mới tập lái múc rất là đẹp các bạn, cũng im lắm các bạn, bỏ rất luôn cũng nhuyễn rồi còn gì nữa. Từ từ các bạn ơi, tài xế mới mà.
Các bạn thấy anh tài xế mới tập lái rất là chậm nha các bạn. Mới tập lái gì còn gì nữa. Mới chạy được đây không đó. Ừ, im luôn rồi.